empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Ok, Hải xin mến chào tất cả quý anh em thợ máy và mọi người. Thì ở cái video ngày hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cho anh em cách mà đăng ký một cái FOB bằng thủ công nha mọi người nhé. Đăng ký bằng thủ công vào trong con SCU này, trong trường hợp mà cái xe của mình bị mất cái điều khiển hoặc là bị hỏng. Thì bây giờ mình sẽ quay vào xe và chia sẻ mọi người cách làm. Hãng quay lại giúp anh. Cái khiển cũ của nó đâu nhỉ? Chấm như khiển cũ đó. Đúng rồi. Thì đây là chiếc xe Vision nha mọi người nhé. Thì hiện tại chiếc xe này của khách hàng là bị hỏng cái FOB nè mọi người. Hỏng FOB, không nhấn được nha mọi người nhé. Và đây là cái FOB mới mà mình chưa có đăng ký vào xe. Đó, bấm tìm xe không được mọi người nhé. Đây mình mở khóa này. Bấm tìm xe không được này, ok. Thì để đăng ký được một cái FOB này vào trên xe thì bước đầu tiên là anh em cần phải yêu cầu khách hàng là cung cấp cho mình được cái mã ID gốc nha mọi người nhé. Mã ID gốc này. Đó, đây là cái mã ID gốc mọi người. Và trong trường hợp mà không có cái mã ID gốc này thì bắt buộc anh em phải dùng thiết bị để can thiệp. Rồi, ok mọi người. Thì bước thứ hai để anh em cần phải chuyển cho mình cái FOB mới này sang vị trí tắt cho mọi nhá. Có nghĩa là khiển của mình ở chế độ màu đỏ này mọi người. Ok chưa? Và bước thứ ba là anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái jack 2P như này mọi người nhá. Jack 2P như này để cấp nguồn cho cái jack lập trình này mọi người. Thì ở đây cái jack lập trình này ở trên dòng xe Honda đời mới bây giờ thì nó có một dây nhá mọi người nhá. Và cái dây của nó sẽ là màu đen sọc xanh xanh lá cây. Ok mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào đây cho nó. Mình làm cái video này để chia sẻ cho tất cả những anh em thợ mới, anh em đang đi học nghề thì anh em có thể tham khảo. Và nếu mà mọi người cảm thấy video này của mình hữu ích thì mọi người nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ và chia sẻ giúp mình. Rồi, khi mà anh em đã cấp nguồn 12V cho cái jack lập trình rồi thì bước tiếp theo. Bước tiếp theo thì mọi người cần nhấn vào nút đề cho mình. Đúng mọi người nhá, nhấn vào nút đề một lần cho mình. Mọi người quan sát đây giúp mình này. Ok. Và đồng thời lúc này cái biểu tượng chìa khóa sẽ mắc cây nó sáng lên và nó chớp. Số 0 thì anh em để cho chớp qua một lần. Và đây là số 7 thì anh em sẽ nhấn 7 lần cho mình. 1 2 3 4 5 6 7. Và anh em chờ nó nháy. Qua rồi anh em nhập tiếp. Rồi tiếp tục 7 1 2 3 4 5 6 7. Số 1. 1. Tiếp tục số 7. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp tục số 3. 1 2 3. Tiếp tục số 5. 1 2 3 4 5. Tiếp tục số 4. 1 2 3 4. Tiếp tục số 6. 1 2 3 4 5 6. Khi mà anh em đăng ký nhập mã ID thành công thì cái đèn biểu tượng ở smart key của mình ở đây nó sẽ nháy một lần nha mọi người nhé. Và đồng thời cái tiếng ổ khóa ở đây của mình, cái van ở đây, van từ ở đây nó làm việc nha mọi người nhé. Nó khác với cả bước mà anh em nhập mã ID khẩn cấp nha mọi người. Nhập mã ID khẩn cấp thì anh em không cần cấp nguồn vào cái rắc dây màu đen sọc xanh lá cây đấy cho SCU, mà anh em chỉ cần dấn rút nó đề thôi. Nên là khi anh em làm thì anh em phải phân biệt rõ như vậy nha mọi người nhé. Và khi mà nhập mã ID thành công rồi thì bước tiếp theo thì anh em cần chuyển cho mình cái nút khởi động này. Nó đưa cho mình cái nút hỏng. Được rồi, không sao cả. Rồi anh em cần chuẩn bị cho mình, cần thao tác cho mình là chuyển cho mình ở đây cái khiển của mình về vị trí on. Có nghĩa là cái khiển của mình sang vị trí màu xanh này.
Và đồng thời lúc này mọi người xoay lúng khóa sang vị trí on nhé mọi người. Nếu mà thành công thì lúc này là cái đèn biểu tượng khóa ở đây của mình nó sẽ chớp nhanh hai cái nhé mọi người. Nếu mà thành công. Chưa thành công là đèn của mình không chớp nhé mọi người. Ok mọi người. Nếu mà chưa thành công thì bây giờ mình sẽ thao tác lại để cho mọi người xem. Nếu mà trong trường mình làm chậm quá thì nó sẽ không thành công nhé mọi người. Rồi ok mọi người. Thì hiện tại này, mình tắt chìa khóa đi lại này, bấm khóa này. Chưa được nhé mọi người ạ. Tại vì đây vừa làm mình đang vừa làm vừa hướng dẫn cho anh em nên cái thao tác của mình nó bị chậm như mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ thao tác lại để cho anh em xem. Ok mọi người. Rồi, lúc này là mình sẽ rút cái giác cầu quy ra. Rồi bấm vào đây. Rồi đèn sáng lên rồi, mọi người quan sát đây giúp mình. 1 2 3 4 5 6 7.1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6. Và mọi người nhớ là bấm sang chuyển sang môn màu xanh nhé mọi người nhá. Rồi. Và đồng thời xoay lúng khóa nhé mọi người nhá. Con này không đúng mã của nó rồi. Không đúng mã rồi. Khi mà mọi người đăng ký không thành công thì cái FOB này của mình nó sẽ không nháy nhé mọi người nhá. Rồi mình sẽ chuẩn bị một cái FOB mới nhé mọi người nhá. Cái này không biết là đăng ký chưa này. Tại vì nó không còn làm trong túi nữa rồi. Rồi anh em chờ mình một chút. Mình sẽ lấy một cái FOB mới. Thì đây là con FOB mới nha mọi người nhá. Mình chưa có bóc tem bóc túi. Rồi ok mọi người. Rồi mình sẽ chuyển nó sang màu đỏ này. Rồi tiếp tục. Kẹp vào ác quy này. Nhà rất là nhiều khiển mà không biết cái nào đăng ký hay chưa. Rồi ok mọi người. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tiếp tục số một. Một, tiếp tục số bảy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tiếp tục số ba. Một, hai, ba. Tiếp tục số năm. Một, hai, ba, bốn, năm. Tiếp tục số bốn. Tiếp tục số bốn à? Bốn hay sáu nhỉ? Một, hai, ba, bốn. Đúng chưa? Rồi và cuối cùng là số sáu nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi khóa của mình nếu mà trường hợp thành công thì mình sẽ xoay nó lên trên nhé mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển khóa sang vị trí on và đồng thời xoay khóa. Rồi lúc này cái khóa của mình thành công là cái đèn ở bên này nó chớp nhanh nha mọi người nhá. Thì lấy giờ do khả năng là do cái khóa của mình cái chuyển nó đã được đăng ký với một con SCU khác rồi nên nó không nhận nha mọi người nhá. Thì bây giờ mình sẽ tắt khóa đi và bấm tìm xe xem xe của mình đã đăng ký thành công chưa nha mọi người nhá. Ok mọi người này. Rồi đèn xi nhan của mình bây giờ đã sáng lên, bây giờ mình sẽ đánh thức này mọi người này. Rồi bật khóa. Ok nhá mọi người nhá. Thì đấy là cái quy trình mà anh em đăng ký một cái FOB mới vào trên xe bằng thủ công nhưng mà nhá, không bằng máy. Thì mình muốn làm cái video này để chia sẻ lại tới tất cả những quý anh em thợ máy, anh em đang đi học nghề thì anh em có thể tham khảo. Và nếu mà mọi người cảm thấy video này của mình hữu ích thì mọi người nhớ để lại một bình luận ở dưới video này là ok giúp mình. Mình sẽ xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok nha mọi người nhá. Thì đấy là cái nội dung ở trên cái video này mà mình muốn chia sẻ với anh em và mọi người. Và mình xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video sau. Ok mọi người. Rồi ok em.